Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì chiều nay nói chung là mấy anh em mình cũng rảnh rỗi không có đi giăng lưới á, nên chú Bảy có ngỗng, mấy anh em mình quyết định làm món ngỗng xào lăng. Các bạn nghe mấy món này thấy chẳng hôi lưỡi chưa? Ngỗng mà xào lăng là thứ gì chị cho thấu đây bạn luôn. Ngỗng thì nó làm được cũng nhiều món lắm. Rồi đó thì nhà mình cũng nuôi ngỗng nhiều, sau này không có nuôi nữa. Trứng ngỗng là bạn nào ở dưới quê này gần là trứng ngỗng là lụm trứng, rồi trứng nào nó chập bá vậy đó. Giờ ở dưới quê ít người ta nuôi ngỗng mà. Ngỗng mà mình xào giờ lăn kiểu mà hơi giả cầy xíu vậy đó, cũng ngon lắm, ăn là khổ chê luôn. Ở đây là chúng ta là cái khu công nghiệp ở Cái Tàu Hạ nè, không phải là khu công nghiệp Cái Tàu Hạ. Các bạn chập bá bình luôn. Công nghiệp đó là sát với cái mé sông luôn. Thì để chủ yếu ở đây là mấy cái chỗ mà mấy công ty mà sản xuất cá tra xuất khẩu qua bên Mỹ rồi á là nhiều. Giờ tranh thủ dọn qua ngoài sông tiền thôi, giờ này cũng 5 giờ mấy rồi, hơi nắng quá ha, điều gì cũng hơi chuyển mưa. Đây là con ngỗng nè, ngỗng của chú Bảy ông nuôi, con nào nấy mặt thù lù, ngủ nặng có một khóc. Đại ca cũ mình đang cái gì hơ khè nó kiểu dạng giả cậy gì khè ba thơm. Ngỗng này chắc cũng ngỗng tơ hả chú Bảy? Mới đẻ lứa à? Mới đẻ lứa một à, tơ tơ ha, tơ mới đẻ lứa à. Này có người phụ nữ quyền lực xuống nữa à, bà ngoại. Còn đây chị Nương bà đang lặt lá cát. Còn bên kia bà Hai sửa soạn gan lau phộng. Gan lau phộng. Rồi bắt lên lan à. Khoái giọng cười. Gì đâu móc. Đậu phộng này để bà Hai bà gan hồi không còn hộp nào quá. Thì cũng còn được vậy không chứ bạn. Cái này là có bia đem ra nó ăn lai gà với bia cũng ngon. Người ta làm ngỗng mà đủ uống bia. Lụm gạo thơm nức lỗ mũi luôn. Nước tự nhiên ai nhóc cho nước mà nước nó im kìa. Nước im hả? Ừ. Mới lấy con neo á. Ghê hồn vậy. Neo bắt cá mập hay gì bà? Bắt cá hồ. Bắt cá hồ hoài, nói mấy năm nay mà không thấy dính được cá hồ nào hết ngoài à. Bây giờ chuyển qua cá mập đi. Lá cách này mà có lương rồi ha, hay ớt xào lá cách hay lương lá cách rồi nè. Thứ gì chị cho nói. Hay là bánh xèo rồi ha. Khổ chê luôn, đúng bài. Rồi đâu mà
Ủa con với đại ca nào nằm mà chơi game mà vô chặn liên miên à? Cháu ngoại bà Tư xinh đẹp à? Ơi ông Thổ Địa ơi. Này nó cốt dừa vậy? Dừa đây sửa sạn hồi dắt á. Ủa. Bà chà nát đậu phộng hết sao bà hai? Chà giỏi chứ có chà đậu phộng nát à. Cái tướng bà chà đậu phộng bà nội chơi nó nát hết. Giờ 5 giờ mấy gần 6 giờ mặt trời thấy còn lên cao ghê không? Sáng trưng. Nhưng cái bên đó là đen kịnh kìa. Gió cái này chắc nghi lạng hoạn hồi mưa quá. Mỗi lần ra đây là phá cho cá ăn. Làm ơi nha chị em. Coi này nha, bắt đầu nó lại nó chụp 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 nè. Vô. Vô. Nhanh lắm đó. Thấy chứ 2 tháng sau là bắt đầu là củ cái sủ đếm tiền rồi đó. Lên ăn rồi đã không? Mỗi lần mình ra vào đây là phái cho cá ăn, nhìn nó lên đẹp ha. Vậy vậy ai kêu tôi đó, ai kêu tôi đó. Bên kia đen cảnh mà có cái cờ văn lưới ai bển nè. Trời ơi đại ca hồng. Ờ sư mẫu. Gà chiến với sư mẫu đó ha. Thấy mưa tới kìa bà ơi. Đen cảnh tới kìa. Nhân nước cốt thôi. Cái này nước cốt mà mày lấy lên nhất nhì luôn hả? Nhất là mình làm nước thấm. Nói gì không nghe cho mày đâu. Làm nước nhất rồi làm nước thấm. Ừ sao bữa nay nói chuyện nhỏ nhẹ vậy? Trăm ngữ nè. Ừ. Sư mẫu không đem đế xuống ha. Nó cũng có gạn não đây giả 50 đi. Bo bà 50 luôn đó. Nhiều đây thôi bảo đảm bạn. 2 ngày ráo trội liền ứng thủ mình đó rồi ha chú hột đó nó không có kịp mà được có màu luôn đó ủa dạ gần uống nước xong tiền á uống rượu hai nước mà thứ gì chịu nổi đúng mà hai cho em nghe bà hai hai lấy dao cháu dùng con hai kè dao cây nào mày dao này được không có lá xả trà nó. Ủa lọc lừa đi văn lưới hả? Ngỗng gì là ông Bảy nuôi gì đâu nó bự bằng con vịt cò vậy ông Bảy? Quảng cáo nghe ông cũ nó con ngỗng nó quảng cáo 5kg lần mà. Con ngỗng trống. Bà cứ tưởng tượng là cụ có sủ là cái dừa này đi, bà cứ dắt, bóp. Bóp, dắt, dắt, bóp luôn. Dắt! Gì bà hai? Trời ơi, bà lùn lùn cho lưng xíu rồi, thấy rồi thấy không? Thầy bị không dắt, không để cho thầy bị đâu. Tới con chuyện bà hai thì chơi. Mất cái gì không vậy? Mất cái gì? À trứng ngỗng à. Ông nuôi gì thấy vịt xiêm ông còn đẻ trong mấy chuồng heo nữa mà. Bữa đi qua chuồng heo thấy nó đẻ trong á. Bà hai bà đang xử đẹp con ngỗng à. Con ngỗng còn nhận mình khè lên bắt đầu da đã kìa. Hấp dẫn không? Dẫn lính không phức. Trời ơi cái đám bển gì đâu quá trời quá đất kìa lâu la chấm ché gì là béo bèo gì ở đây nó vẫn nít là bao la bát ngát chắc mà mẹ của sủ dẫn ra vậy nguyên đám kìa quá trời trời ơi thật kìa dòng bão này đâu có ra đâu dễ gió quá trời gió nổi tới mưa không tính ra con ngỗng này mập chứ không phải nó ốm trời. Quà wow, một nẹt không hết sĩ con bà Bảy luôn. Này chú Bảy mình không làm gì đây làm nước chấm hả chú Bảy
Chấm này là chấm tương cái gì? Tương hột với xả đâu hả? Ồ, đúng bài luôn. Bài luôn. Ai bà? Rồi chắc nghe mưa thiệt rồi. Gió tới rồi. Mưa là ngon đó. Mưa là ngon lành liền. Trời mưa mát mẻ lại gai thứ gì chịu nổi hả? Kia là đại ca cam đó, anh gửi Mr. Đen. Mới cho cá ăn xong bây giờ chạy về bên cầu Bình Thạnh đó. Ở bên đó cũng nuôi mấy cái hầm cá bển nữa. Chạy qua chạy lại tối ngày. Mấy gần cẩu thì giờ này ngưng hoạt động rồi. Gần 6 giờ rồi. Vậy mà thấy nhìn bầu trời vẫn còn thấy sáng ghê. Chuyện mưa đó mà còn vậy á. Hướng trên xe đé nào sáng thật luôn. Ờ bó tại bài luôn. Ủa sủ mằng cái gì mày mất tiêu mà cứ gột luôn rồi nãy giờ. Tại thôi lấy mất tiêu cái gột ngỏng rồi. Công tình nãy giờ anh chịu mò mắng nó gần sau mà đừng mất hết cái gột dưới luôn. Bó luôn cái tài. Trời ơi chú bảy không kỹ ghê không gì ông đâm ra nhuyễn luôn. Nhuyễn mới dễ hả? Mày chấm dĩ dính. Mày cái này mày lấy muỗng mình tán không nhuyễn. Không được. Nó cứng không à? Mẹ đập mà vậy muốn ổn ra nữa. Cái gì mà cứng ghê trời tương hộp cứng vậy? Mẹ cho mình mua tương xay mình làm được không mày? Nó ngon. Ngon hả? Dạ. Ngon. Tương hộp này mà kho với nước cốt dừa kho ăn cũng ngon lắm, ăn cơm á. Nè làm vậy nè mà ăn cơm mới đã. Không có cần kho. Gì là khỏi cần kho luôn hả? Ừ. Này bao ngon. Cái này ổ mì quốc phát một người một nó ỉnh luôn. Ổ mì đâu mà chà bá lửa. Thôi chị hai ba đang ướp gia vị. Gừng có gì chị hai? Muối. Đường. Có cà lo xì gì ha? Hết cà lo. Hết cà lo là mình ăn cái gì vậy? Abidan đi. Abidan. Abidan nằm đâu ta? Chờ, Abidan. Cũng chuẩn bị hết luôn rồi đó. Chơi mày hết luôn. Ăn bột ngọt này, tốt cho trí nhớ. Abidan nó nằm ở đâu? Abidan nó nằm ở đây. Xin tương xin xả, nghe nói khẩu sáo ghê. Ủa, đây xả đây. Ủa xả này nhuyễn dữ trời. Cái này bầm cả nửa ngày sao sẽ nhuyễn như vậy. Tôi bầm từ chưa vậy đó. Rồi, quả em đó. Tương thì lấy một đũa dứt cho mà lấy nước hả? Lấy nước bên kia kìa. Lấy nước, nước tương á. Nước tương hả? Ừ. Đây, đó cái nước của tương đó. Rồi, cái này là ta để đây nè. Vậy là xong chưa? Rồi xong. Cậu lắc lắc là những đầu biết chuyên nghiệp ghê không? Dặn xong. Dặn xong rồi nhịn đói luôn. Dặn xong rồi làm khác. Ừ, giờ rồi cho vô massage. Cái này mình cho nước cốt vô. Đó, cái này cho để nước cốt. Rồi, vô nghe. Vô. Vô bạn ơi. Ngỏng để vô khoát nó bích chịch cái thao luôn ha. Xây lên mọi người. Đi ngủ sủ đang làm bọn ác gì mà mình làm gì nhóm lửa gì mà khó nghịch mù. Ủa đâu? Trời ơi, nãy giờ ông cưng chiều cái mặt con ngỏng. Nãy giờ ông cầm cụm làm tưởng đâu cái gì không. Chị nghe nói đồn chị ung thư đó. Rồi ung thư uống nó vô cũng mua mấy triệu tiền xi măng cắt đá cũng vậy à. Mấy nghệ vô cho nó vàng vàng cho nó đẹp. Cho nó đẹp đẹp. Cho đẹp đúng đẹp. Ở miền đất nó có làm cái món đồ hay hay nó nóng gì vậy mày. Gì ngủ với Hương nữa hả? Trời bà tới bến luôn ha. Trời hai ba ca ông đậm đà không cho thêm nữa kìa. Mấy cái này cầm có ớt không đó bà hai? Ngồi cầm có ớt không đó. Cái này với dầu chuối nữa. Để sáng cái gì đường gió quá. Miếng nữa đi.
nhiều ít. Ồ, để nguội ruộng hôm vô cũng rồi thơm kìa. Ừ, nhiều ít. Được rồi, đã có mùi được rồi. Được rồi, nè, thấy cái mùi gì. Ừ, cái mùi gì rồi thấy kìa. Biết chèm đông mà từ. Chèm chua. Ủa. Chẳng phải công khai dữ nha mày. Thơm quá bà thôi. Rồi, trả dưa cho luôn. Cho luôn, để cho luôn. Cá này rồng đặc luôn. Đây, tai vị. Tai vị. Tai vị hả? Cái tai vị không ạ? Cái hồi nãy giờ nó đi chăm sóc cái mặt. Đau. Nãy giờ biết đâu tưởng là nướng mặt con ngáo. Nãy giờ ông cưng chiều quá trời nãy giờ. Lại thánh được chưa? Quan ức cho củ thủ quá. Đúng không? Mình đứng giữa quay 180 độ luôn không? Bên kia kia phải không? Đó, vô. Action. Để ngủ vị vô nè. Tai vị. Ủa tai vị, xin lỗi. Ba mũi bị liệu quá. Này ba mũi bị lặm luôn chứ gì. Có ra không nội? Có nè. Để cho ấy là một. Action. Ừ, thơm quá kìa. Ủa, thơm nè. Thơm bát nhét. Bát nhét. Bát nhét. Vô. Wow. Thơm nứt cái lỗ mũi luôn. Gió quá các bạn ơi. Tiết mát mẻ nhậu mới đã chứ bà. Action. Ông ấy già hay action. Có bạn nào không biết ông ngủ chưa? Kéo đùng đùng tới đây với mấy anh em mình. Ngồi bén nha. Ngồi bén á. Bén ngót luôn à. Cực kỳ bén luôn. Này đợi cho nó săn xíu rồi mình để nó cốt vô. Ủa, nguyên cái ghe cá tới kìa. Tèo gọi gì ta? Tèo kiềm bấm. Tôi mua cá. Bữa nay cũng có sủ bán đâu khoảng 100 kg cá dầu đếm. Cá dầu đếm đâu bán 4-5 lần mà chưa hết á. Kiểu mua nhỏ lẻ. 100 kg căng cấp hành chưa đầy 10 phút là xong. Lai chim nữa, lai chim lai cu luôn. Ngỗng ông đâu rồi? Con ngỗng đâu rồi? Ừ. Ở trên đây đang làm con ngỗng nè. Ừ. Cái mẹ mini có củ có sủ nè mà dồn lại đây nè. Vài bữa rồi đại ca tèo bán hết rồi lại căng mấy chục 100 kg gì đó. Bữa nào mà ngoại ba hay lắm, bả có bữa nào mà củ có sủ bán cá có tiền là có ngoại liền ha. Đó mẹ con củ có sủ á. Vô đếm gì đâu mà củ có sủ nuôi tính ra cũng 2 năm lắm có. Bán từ năm rồi tới năm nay. Nhưng mấy con cá này dạng như nó đẹp, nó bị đẹp nhỏ nuôi hoài á. Ừ, nuôi cá lâu năm không à. Còn lại ít chắc bữa nay cũng hết luôn. Vô đó khoảng 100 kg. Xúc vào đâu 2 bội 3 bội là xong. Mê. Ủa cá đưa hồng nữa kìa. Wow. Wow. Con nào lấy mặt ấu không? Đúng chỗ hả? Ủa quậy quá trời quậy rồi. Ủa cá đưa hồng phóng qua bên kia luôn rồi. Phóng qua dẹo siêu mẫu luôn rồi. Ủa mão 150 kg luôn, khỏi căng luôn. Dồ đếm này thường là họ đưa vào nhà hàng, họ làm món á. Bạn thấy cho bán cái dồ đếm nó khó lắm á. Bự quá người ta cũng chê. Tại thường là người ta bắt mâm trong nhà hàng á, là một con như là một mâm á. Bởi vì nó tầm đại khái khoảng ký hai, ký rưỡi chứ xuống. Bự quá họ chê lắm, không chịu.
con đi vô dĩa cái rồi á. Hồi năm rồi dịch bây giờ bệnh cái vụ mà chỉ thị 16 á, trời ơi cái dầu đếm này bán không được luôn. Tại cái dầu đếm này chủ yếu mình đưa vô nhà hàng không à. Cục bù nó sôi bắt đầu bây giờ nó săn lại kìa. Thơm. Xin lỗi chịu nổi phải chắc lưỡi luôn, nước miếng ực ực luôn. Giờ mình đổ nước cốt vô. Thì là chờ đợi đó hả chị hai? Rồi, chờ đợi nó chín, sôi lên là chín. Còn nước cốt nhất nữa mà phải không? Nhất nữa, chừng nào nhân dắt xuống mà để nó cốt nhất vô. Đúng rồi bà hai ơi. Nhìn hấp dẫn quá bạn. Phê. Bao phê, bao phê. Này chú Bảy muốn sắc lá cách ra nữa kìa. Cái này thấy nó nấu kiểu đại khái giống như lương lá cách quá. Ừ, nó không giống gì. Đồng này chín, còn này là mình khi nào mình ăn ha. Mới để vô hả? À, có như là mình trước khi múc ra đó, mình để nó dưới, mình múc ra để nó nấu lên là bắt đầu vừa chín nè. Với lại lá cách này mình để chín quá nó nhẵn, nó đắng. Đúng rồi. Nó không thơm nữa. Bởi vì mình xào lá cách như mình làm như mấy món ếch xào lá cách đồ này nọ vậy, xào sơ ăn cái là sơ cái là rồi à. Chứ để chín quá nó đắng. Chưa ăn cơm thì đặt cơm cơm. Mày nói nhưng chưa ăn cơm thì đặt cơm cơm. Trời ơi còn mấy con mà không lửa nữa kìa. Trời ơi dục vô bè lại kìa. Mối màng cấu kén cái này chết rồi. Còn cái đồ hồng chà bá lửa không? Đại ca hồng mình đã thả lưới mới về tới. Thả lưới cái mày dinh. Mấy bạn để ý mấy con cá mà nuôi thấy cái đuôi đó không? Do nó quặn vô lưới nó ngắn ngủn mà nó chạy trước ra. À, vậy đó hả? Cá nó nuôi trong lòng nó không chạy, nó chỉ bị chạy thôi chứ không cục hả? Thứ gì chịu nổi với con tèo không? Còn bả đâu? Bữa nay có mình ông trời. Đầu đại ca tèo chứ. Còn mấy con nữa là sao? Còn cá đường hồng tùm lum hết trơn. Để nó cốt nhất vô. Vô cho nó ngon thơm luôn. Thơm ngon đậm đà. Để miếng lá cách lót dữ. Cách xuống luôn. Lỡ công chuyện luôn. Công chuyện luôn. Vậy còn thứ gì chịu nổi đây? Dịch gì bà hai? Dịch kìa. Wow. Thứ gì chịu cho thấu đây bạn ơi. Đang đói bụng nó gặp cảnh này nữa thôi. Hết bài. Hết bài luôn. Vừa thôi. Rồi, hết sảy con bà bảy luôn. Gặp thêm ông bảy cũng đang cầm cái dĩa nữa kìa. Rồi, bút dĩa kia luôn. Không mùa hợp. Cho ít đậu phộng lên. Wow. Rồi. Với cá. Nước mắm thằng Thánh nè. Thêm bánh mì nè. Thì làm gì ai cũng sợ mình kế bên đặt đùi gì vậy? Rồi vô đi. Rồi vô đi. Rồi vô đi. 1, 2, 3, vô. Rồi cô bảy chén cô bảy. Không cho tôi lấy chén nè. Nè. Đủ rồi hả? Đã thiệt. Mát không? Mát mẻ. Mới lộ gì mệt quá. Chị hai bà không vô ăn trời. Mới lộ về quất hết trà luôn kìa không lo. Đã no à. Hay, uống nước. Trời công bà nấu bà không ăn bà ai. Dạ. Con lấy cái chén múc cái nước chấm đó đó, chấm bánh mì ăn. Mời cả nhà nha. Dạ dạ. Trời ơi. Nóng không? Nước dạ. Tương hột. Tương hột với xả với đậu phộng. Cái nước chấm này ngon dữ lắm. Dạ. Ừ. Thử rồi. Nhỏ lớn chưa biết chưa ăn. Nhỏ lớn chưa ăn luôn à. Nhỏ lớn chưa biết ăn á. Chưa biết ăn ổng thè. Đi
Không, cái này vừa ăn ngon. Ngon. Ok. Ok con TT luôn. Vậy là chị Hai đóng không? Chị Hai được. Còn cái đầu ngỗng ngỗng kìa, bà không cho ba ăn vô quốc nha. Cái đầu ngỗng hơi. Lấy cái gì vậy sếp? Mời cả nhà. 1 2 3 vô. Mời cả nhà nha. Mới đây hết lòn hả? Nhìn dữ ta. Không chạy vô khát nước, còn bây giờ đi làm khát nước hả? Chấm ăn cái đó ăn. Lại đó. Bỏ kìa. Vô. Cái bình thường giờ ta chỉ mày cái mày lên màu nè. Cái lúc lục vậy đó. Không có nói cái miệng mình à, nó không có lục. Ngậm vô cái miếp miếp cái môi đó. Là nó mới lên màu. Để xăm nó đau mà không lên màu. Quá thị với vậy. Bị lây không mà. Cảm quá. Từ ra mà mình cũng xin kết thúc clip đây nha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Công nhận món này lai gai đã thiệt bạn ơi. Mà hai bây giờ má me cái đầu con cổng rồi. Chào cả nhà nha.